Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát Computer. Chúng ta đã qua cái thời kỳ bão giá liên quan đến VGA, thế còn bão giá liên quan đến màn hình thì sao? Một số những cái mẫu màn hình trong cái thời điểm mà mức giá của những cái linh kiện bán dẫn ấy bị tăng giá thì màn hình sẽ bị đội giá khoảng 30 đến 40%. Cái này thì là do bên phía nhà sản xuất rồi chứ không phải tại những đại lý bán lẻ. Hôm qua thì mình đã có search ở trên trang chủ của Phát Computer và mình đã thấy được em màn hình này thì đây là màn hình có độ phân giải là 4K đến với LG. Và anh em đoán xem mức giá của em nó là bao nhiêu tiền. Thì thôi anh em cũng đã nhìn thấy rồi. Thì mức giá của em nó là 12 triệu đồng cho mẫu màn hình có độ phân giải là 4K. Vậy thì với khoảng 12 triệu đồng chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái kích thước của màn hình đi. Thì với độ phân giải là 4K 3820x2160 cực kỳ sắc nét. Và vì với cái độ phân giải như vậy chúng ta sẽ sử dụng màn hình có kích thước là 27 inch. Một số anh em sử dụng màn hình 27 inch, thậm chí còn sử dụng màn hình Full HD để có thể chơi game. Và anh em nào đầu tư một chút thì chúng ta có màn hình 2K. Thế nhưng đây, 4K 27 inch là một trong những cái trải nghiệm là cực kỳ tuyệt vời. Tất nhiên là với một số những người dùng thì việc icon to hay nhỏ thì đây là phụ thuộc vào thói quen và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được ở trong Windows. Chúng ta có thể click vào và chuyển độ phân giải xuống qua vẫn là 4K đi, nhưng cái scale, cái kích thước icon lên không phải là 100% nữa mà chúng ta có thể đẩy lên là khoảng 125 đến 175% để có thể sử dụng sao cho phù hợp nhất. Thì với kích thước 27 inch thì chúng ta có thể nhìn ở bất cứ một khoảng cách nào, kể cả anh em có ngồi gần hơn bình thường một chút thì chăng nữa, thì xem những cái nội dung trên đây vẫn cực kỳ là thoải mái và không xuất hiện hiện tượng rỗ. Tuy nhiên, cái này anh em cần phải lưu ý rằng là với màn hình có độ phân giải 4K, theo như mình tìm hiểu và một số những người dùng thì hầu hết sẽ liên quan đến cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Còn xem những video trên mạng thì một số video sẽ lên được độ phân giải 4K. Ví dụ như video của kênh An Phát thì lên được độ phân giải 4K. Một số video liên quan đến chúng ta ngắm nhìn những loài hoa đây thì sẽ có độ phân giải 4K. Còn khi chúng ta sử dụng mà xem những cái nội dung bình thường khác ở trên độ phân giải Full HD thì anh em sẽ cần phải giữ một khoảng cách khá đấy, bởi vì nếu anh em ngồi gần thì hình ảnh sẽ khá là rỗ. Cái này thì chúng ta sẽ không thể nào tránh được. Tuy nhiên, khi mà chúng ta lựa chọn những cái bộ phim ở trên mạng có độ phân giải 4K hoặc là những nội dung rất tốt có độ phân giải 4K thì xem trên mẫu màn hình này là cực kỳ tốt. Tấm nền của em nó sử dụng là tấm nền IPS và độ bao phủ màu sắc là 95% giải màu DCI-P3. Thì đây là cái độ phủ màu theo như mình đánh giá là khá tốt. Anh em hoàn toàn có thể làm được tất cả những công việc liên quan độ chính xác về phần màu sắc thì em nó sẽ đáp ứng được cực kỳ thoải mái. Còn với những anh em nhu cầu là chơi game thì khi mà anh em chơi game trên độ phân giải 4K rồi, chúng ta thường sẽ nhắm đến là hình ảnh cần phải đẹp nhất có thể và cái tần số quét là 60Hz thôi. Và em này thì tần số quét đúng là 60Hz thật, bởi vì chúng ta sẽ không cần phải có một tần số quét quá cao trên mỗi màn hình có độ phân giải 4K. Mình sẽ lấy ví dụ luôn, ví dụ anh em đang sử dụng một cấu hình liên quan đến RTX 3070 hoặc là 3080 đi. Khi mà chúng ta chơi game trên độ phân giải 4K với những tựa game nhẹ thì chúng ta đạt được, còn những tựa game nặng thì để có thể đạt được cái mức độ FPS phải còn nói là rất cao thì là chuyện hết sức khó. Và vì thế nếu anh em nào chơi game thì đây cũng là một trong những cái option mà chúng ta có thể quan tâm. Về mặt khả năng giải trí thì em nó cũng có hỗ trợ thêm, đó là hai loa. Thì loa trên LG mặc dù anh em có thể xem những thông số trên mạng ghi loa 2W và loa 5W, thế nhưng thực tế theo cái trải nghiệm của mình độ to sản phẩm là có, còn cái độ hay của sản phẩm thì mình nghĩ ở đây chỉ ở mức vừa phải để chúng ta có thể sử dụng được thôi. Thì với những cái mẫu màn hình có độ phân giải 4K với cái thiết kế những cái hình dáng trông như này thì anh em sẽ quan tâm một yếu tố liên quan đến sự tiện lợi của sản phẩm. Về mặt tiện lợi của sản phẩm là có, chúng ta có rất nhiều cổng kết nối như kiểu là DisplayPort này, HDMI này, và đặc biệt chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C. Thì cổng USB Type-C này có điểm gì đặc biệt? Thì cổng USB Type-C này hỗ trợ thêm giao thức Power Delivery, tức là anh em cắm sạc cho sản phẩm và anh em sẽ xuất hình thông qua cổng USB Type-C này. Thì anh em cắm vào trên laptop thì sẽ không cần phải cắm sạc pin laptop nữa, và công suất tối đa là 96W. Thì về mặt cơ bản thì hầu hết những cái dòng MacBook khi mà anh em kết nối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ không cần phải cắm sạc giờ cho MacBook nữa. Còn với những laptop Windows thì anh em có thể cân nhắc với một số những cái dòng laptop, nếu như anh em không chơi game, anh em chỉ sử dụng để xuất hình thì cái cổng USB Type-C này với 96W vẫn có thể cung cấp điện hoàn toàn thoải mái dành cho chúng ta sử dụng. Còn về cái tính tiện lợi khác sản phẩm khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày sao? Với dòng 27UP850 của LG, có thể nói là dòng cao cấp đến từ LG rồi, 12 triệu đồng mà, thì cái chất đế của sản phẩm cũng được cấu tạo
tương tự những cái dọc cao cấp khác, chúng ta sẽ có cái chân đế hình vòng cung. Dưới đây là những phít cao su. Theo như cảm quan đánh giá và sự thực tế của mình thì mình thấy được là cái chân đế này khá vững chắc. Khi mình lắc mạnh này, đây, chân đế sẽ không bị di chuyển. Đây là mình lắc khá mạnh thì cái màn hình nó mới đung đưa một chút thôi. Còn trong quá trình trải nghiệm sử dụng của mình thì mình đã có gõ mạnh ở trên bàn thì cũng sẽ không gặp cái tình trạng rung lắc khi mà chúng ta sử dụng. Còn về mặt đằng sau, cái chân đế khi mà chúng ta đỡ màn hình ấy thì sẽ có đầy đủ những tính năng như nâng lên, hạ xuống. Chúng ta có thể xoay dọc màn hình, ngửa lên, ngửa xuống. Tuy nhiên thì khi mà anh em sử dụng quay trái, quay phải thì chúng ta sẽ phải di cả cái màn hình thì mới có thể quay trái, quay phải được. Thì mình cũng không rõ là tại sao. Mình sẽ thử đoán một chút đi. Có thể đây là màn hình 4K, màn hình siêu nét. Khi mà chúng ta dùng, tôi không cần phải quay trái, quay phải cho ai xem. Góc nhìn là tuyệt đối rồi. Thế nên để im một góc để chúng ta sử dụng để có thể tốt hơn. Cái đấy do mình tự nghĩ ra thôi, không biết hãng người ta có bảo như vậy không. Thì với khoảng 12 triệu đồng thì một mẫu màn hình chúng ta sẽ phục vụ rất tốt cho nhu cầu văn phòng và làm đồ họa. Thì LG 27UP850 là một sự lựa chọn rất tốt. Giá của sản phẩm như mẫu màn hình LG theo như mình đánh giá và mình có thể check được là không bị thay đổi trong quá trình báo giá. Và vì thế anh em khi mua thì chúng ta sẽ mua được giá thật của sản phẩm. Ok, vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn lại anh em trong video sau.